Kính chào quý vị đại biểu có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi là Thắng ở đội Smart Hekoncha. Hôm nay tôi đến đây để giới thiệu mọi người về dự án của mình. Ở đây bao nhiêu người đã bị ở thành phố và đã chịu những ảnh hưởng ô nhiễm không khí? Mọi người có muốn trở về một đồng quê mà để tận hưởng không khí trong lành không? Nhưng mà rất tiếc là mọi người không được thế đâu. Về vấn đề ô nhiễm do đốt rác thải nông nghiệp, hiện nay trên ở Việt Nam có 3,5 triệu tấn rác thải nông nghiệp được đốt mỗi năm, sản sinh ra 3,5 triệu tấn CO2 và 28.000 tấn bụi PM2.5. Đây là một con số cực kỳ lớn. Dự án của chúng tôi muốn đặt ra được là một cái lò đốt than và thu khói. Hiện nay đây là mô hình của lò đốt. Hiện nay công suất của một lò đốt 10 khối là 20 tấn. Đốt được 20 tấn rơm rạ trong một ngày. Sản lượng sinh ra là 8 tấn biochar. Cái này thì rất là phổ biến rồi. Nhưng khói thải là một tài nguyên, và trong khói thải chúng tôi tách ra được 100 lít tinh dầu khói cộng với 100 lít nhựa than. Đây là hai sản phẩm dùng trong lĩnh vực, một là thuốc kháng sinh, hai là thuốc trừ sâu. Khách hàng của chúng tôi chủ yếu là người nông dân. Với đối tượng này thì hiểu biết của họ về kỹ thuật rất là thấp. Thu nhập của họ thì bấp bênh, phụ thuộc vào thời tiết. Tính cách của họ rất thụ động, mặc dù họ muốn tăng thu nhập nhưng mà họ lại rất là không muốn là tìm một cái phương pháp mới. Kênh thông tin của họ là kênh trực tiếp, và nếu mà là ở những tổ chức, ở những khu vực giáo dân, họ rất tin vào tổ chức tôn giáo. Về vấn đề quan tâm đến ô nhiễm khói bụi thì họ rất ít quan tâm. Mặc dù họ cũng có bảo là họ có thấy ảnh hưởng, nhưng mà để bảo là bỏ tiền ra để giảm loại bỏ ảnh hưởng này thì chắc chắn họ sẽ không làm. Với vấn đề là họ có biết là cái dầu khói của chúng tôi đuổi được côn trùng không thì họ hoàn toàn không biết về vấn đề này. Họ chỉ biết là khói đuổi được côn trùng. Về cách sử dụng rơm của họ thì ở tại miền Bắc số lượng bán được rất là chỉ chiếm được trong 24%, trong khi tại tỉnh miền Trung số lượng bán được chỉ rơi vào gần như không bán được, và họ chủ yếu là bỏ đi với những hộ nào không tăng vụ. Còn những hộ nào mà tăng vụ thêm một vụ màu, họ chắc chắn sẽ đốt rơm vì họ không có chỗ để chất. Cái thứ hai là về tỷ lệ sử dụng lò. Với sự khảo sát của chúng tôi thì họ đều đồng ý sử dụng lò, nhưng mà chỉ có rất ít số hộ họ đồng ý tự mang. Những hộ này thông thường cách những cái lò đốt của chúng tôi khoảng 100 mét. Về mô hình bán hàng, chúng tôi chỉ có một kênh duy nhất là một kênh trực tiếp. Chúng tôi, doanh nghiệp chúng tôi đến thẳng trực tiếp với chính quyền địa phương để đặt vấn đề. Nếu ở đó có các tổ chức giáo hội, chúng tôi cũng đến các tổ chức giáo hội để nhờ sự giúp đỡ của họ về nói chuyện với giáo dân. Hiện tại chúng tôi đã được sự giúp đỡ của giáo hội Nghệ Tĩnh, họ đồng ý giúp đỡ. Ở đây chúng tôi có quyền lợi cho mỗi một thành viên tham gia riêng. Về phần doanh nghiệp, chúng tôi sẽ xây dựng lò đốt và thu tất cả các sản phẩm trong 3 năm. Sau 3 năm chúng tôi hoàn toàn chuyển giao quyền sử dụng lò đốt này cho hợp tác xã. Về giáo hội, họ đã đồng ý với chúng tôi là sẽ hỗ trợ về phần vận chuyển, và chúng tôi và họ sẽ vận động nhân dân đổi lại, chúng tôi sẽ đóng góp cho họ một khoản gọi là kinh hỗ trợ. Về chính quyền thì chính quyền sẽ hỗ trợ về mặt chính sách, và các trạm khuyến nông địa phương sẽ quản lý trực tiếp về vấn đề thu mua rơm, và chúng tôi sẽ có những chi trả cho địa phương. Kế hoạch hoạt động thì trong vòng năm sau chúng tôi sẽ muốn có một lò đốt thử nghiệm ở tỉnh ở Lương Sơn, Hòa Bình. Đến tháng 4 hoặc tháng 5 chúng tôi sẽ đăng ký doanh nghiệp khoa học công nghệ, tại vì bản thân đã có một sở hữu trí tuệ về vấn đề lò đốt.
Và đến tháng 6 thì chúng tôi muốn xây dựng một lò đốt 60 khối ở tại Nghệ Tĩnh. Đến năm 2021 chúng tôi muốn có 5 lò. Và đến năm 2022 chúng tôi muốn có 10 lò trên cả nước. Về mặt đấy chúng tôi muốn có, về mặt phát triển thị trường chúng tôi muốn có năm 2020 sẽ có 20 khách hàng bán lẻ, năm 2021 sẽ có 50 khách hàng bán lẻ và bán lẻ và một bán buôn, và năm 2022 chúng tôi muốn có 10 khách hàng bán buôn. Hiện nay về doanh thu thì doanh thu một năm, về tài sản về tài doanh thu là 74%, về tổng số lợi nhuận trên tài sản một năm đốt được là 2840%. Tất cả các tính toán chi tiết chúng tôi đã có ở trong bản, ở trước mặt quý vị. Về tầm nhìn sau 5 năm, chúng tôi sẽ hoàn thành kinh doanh của mình, chúng tôi không kinh doanh nữa, và chúng tôi muốn xây dựng toàn bộ lò trên Trung Bộ và xây dựng lò miễn phí cho toàn bộ nhân dân ở trên đất nước Việt Nam này. Xin được cảm ơn đội Smart EcoCha đã hoàn thành phần chương trình của mình, và ngay bây giờ sẽ là phần đặt câu hỏi từ phía hội. Trong khi miền Bắc các bạn đã bán đã có sản phẩm rồi đúng không? Vâng, đã có sản phẩm. Vậy thì tôi hỏi một chút là trong khi các bạn là năm tháng 2 năm 2020 là có cái lò thử nghiệm, nghĩa là sao? Hiện tại thì lò đốt đã có lò đốt gọi là lò đốt loại sơ cấp, tức là lò này nó hiệu suất tốt của nó khá là, hiệu suất để ra khói của nó khá là thấp so với sẽ là cái lò đốt cao cấp này hơn, tức là nó sẽ có lòng các thế hệ lò khác nhau. Và bây giờ chúng tôi đã thử nghiệm được hoàn toàn, bọn em đã thử nghiệm hoàn toàn được lò thế hệ 1 và đã thành công, và bây giờ muốn tiến đến sự để sử dụng đến cái lò thế hệ sau này là sẽ khiến cho là sản lượng thu được tốt hơn và hiệu quả của tinh dầu khói để đuổi sâu bệnh tốt hơn, nâng cao hiệu quả. Thì cái số liệu tài chính đây là của cái lò đang hoạt động là thương mại ổn định? Dạ. Cái số liệu tài chính đây là của một lò hoạt động thương mại ổn định? Số liệu tài chính đây là sẽ là của cái lò đốt thế hệ 1. Hiện tại bọn em đã có sản phẩm và năm nay sản lượng là được bán được 20 tấn biochar cộng với cả hơn 200 lít tinh dầu khói từ đầu năm đến giờ. Anh không hiểu về cái business model của ngành này lắm, nhưng mà anh thấy cái kế hoạch, cái roadmap của bọn em ấy, thì khi mà xây dựng thử nghiệm thì ở Lương Sơn, Hòa Bình đúng không? Xong rồi tiếp theo thì lại ở Nghệ An, miền Trung. Thì anh không hiểu là tại sao mình không làm tập trung ở một nơi, mà tại sao là cái roadmap của mình bọn em build tứ tung khắp các tỉnh thành trên toàn quốc? Thì đấy là vì là khả năng quan hệ của mình khắp cả nước, hay là lý do gì mà tại sao lại không? Thứ nhất, nếu mà muốn xây dựng một chiếc lò, bọn em xin phép. Đầu tiên bọn em đã thực ra là đã xây được cái lò ở miền Trung rồi, nhưng mà họ muốn là tăng công suất để cho xử lý trên cả toàn một huyện luôn, chứ không phải là xử lý trên 4 xã. Thế nên là bọn em lại phải xin một cái giấy phép khác để xây một cái lò to hơn. Muốn chỉ cần thay đổi dung tích 1 mét khối thôi cũng phải đi xin phép. Thế nhưng, tức là ý câu hỏi của anh là tại sao mình không phát triển và nhân rộng ở cùng một địa phương, mà tức là trong cái roadmap của em thì em triển khai ở rất nhiều những cái tỉnh khác nhau. Em xin phép được trả lời câu hỏi của anh ạ. Dạ. Thực ra là chúng em cũng muốn là được làm ở những cái nơi như là gần nhất, là những cái nơi ở miền Bắc như là Hà Nam hay là những cái nơi ở gần cận ạ. Nhưng mà cái việc mà để mà làm được ở đấy thì cần phải xin phép. Và trước hết thì chúng em mới xin được ở Hà Tĩnh, thì là nơi đấy thì có người ủng hộ, và khi mà chúng em thành công được một nơi rồi thì để mà mở rộng ra những nơi khác thì sẽ dễ dàng hơn. Đây trong xây thử nghiệm thì lại ở Lương Sơn, Hòa Bình. Vì đây xây dựng ở Lương Sơn, Hòa Bình, vì thực ra là ở trên Lương Sơn bọn em cũng có người ủng hộ về vấn đề là xây dựng lò đốt. Và nhưng mà với một vấn đề rất là nhỏ nhỏ là cái vùng nguyên liệu của Lương Sơn nó khá là xa so với cả là ở Hà Tĩnh. Em có thể xây dựng ở Hà Tĩnh là em có xây dựng ngay trên đồng bằng sông Cả, chứ trên Lương Sơn bọn em xây dựng ở vùng núi, xong bọn em phải đưa nguyên liệu từ Chương Mỹ lên Lương Sơn. Và ấy cả là ở Hà Tĩnh bọn em đã có được sự ủng hộ của giáo hội, và giáo hội sẽ phụ trách về cái vấn đề thu mua
đội trách về vấn đề là mang nhiên liệu đến cho lò đốt. Thế team mình thì bây giờ đang học đại học ở đâu? Hiện tại là bọn em chỉ còn một bạn sinh viên là bạn đang học ngoại thương, còn bọn em là đang làm ở Viện Hàn Lâm, và bạn Trang này cũng làm cũng giống như em. Tức là tháng 2 năm sau cả team sẽ phải chuyển vào miền Trung. Anh có thể nhắc lại câu hỏi. Thế thì ví dụ đầu năm sau để mà triển khai thì cả team có chuyển vào miền Trung không? Có. Nếu mà bọn em phải, em thực ra là nếu mà đi đến đâu để xây dựng nó, thực ra em có muốn là sau 5 năm nữa bọn em có đủ kinh phí rồi bọn em không phải kinh doanh nữa, bọn em đến xây cho họ một cái lò miễn phí. Và cái vấn đề là mình phải chứng minh được là đấy là cái cần câu cơm cho họ, chứ mình không phải nào mà đưa một cái cần câu cơm xong mình không chứng minh và bảo họ là đấy là cần câu cơm đó, họ không tin. Chúng em cần thành công ở một nơi và chúng em cần có doanh thu để chứng minh cho người nông dân thấy là đây là những cái gì họ bỏ đi và đây nó ra thành tiền. Mà thêm một chút nữa là thế thì em không người nhà hay gia đình có nhà ở miền Trung, ví dụ bọn em vẫn tính hết các cái chi phí về transportation và chỗ ở cho team bọn em triển khai. Hiện tại thì bọn em không có nhà cửa gì ở miền Trung cả, nhưng bọn em với bọn em có thể ở nhờ nhà dân, tại vì hiện tại bọn em đang hợp tác với họ phát, bọn em phát phân vi lượng miễn phí cho họ để tăng năng suất lúa, nên là họ đã, bọn em đã có quan hệ với họ. Cho anh hỏi là cái nói mấy cái thành phẩm sau khi mà đốt thì nó ra thành nhựa và đã. Tinh dầu thì nó thành thuốc và phân và thuốc trừ sâu đúng không? Cái này là thành thuốc uống và thuốc trừ sâu, thì có đơn vị nào nó chứng tỏ là cái chuyện đấy là đúng là thuốc hoặc là thuốc trừ sâu không? Hiện tại thì sản phẩm hoàn toàn thuốc trừ sâu, đây mình gọi là thuốc trừ sâu nhưng nó không hề độc. Nó chỉ là một cái hương vị mùi như mùi khói á, để côn trùng nó cảm nhận là hình như là chỗ này đang cháy, nó đuổi đi, chứ nó không hề có một tác hại gì cho con người. Tỷ thành phần chủ yếu của nó là giấm và tất cả những cái gây mùi, chứ nó không hề có một cái đơn vị nào là thuốc độc cả. Thế còn về em nói có hai ý, thứ nhất là thuốc anh hiểu là thuốc uống, và cái thứ hai là thuốc trừ sâu. Cái mảng mình muốn em chưa, cái vấy em không để bán ạ. Tại vì là cái đấy em muốn làm một cái việc khác cho nó. Em cái đấy, muốn làm việc gì? Cái đấy em muốn trở thành nhiên liệu chạy chính cái máy cày. Ok, tại vì thế cái nguồn thu của em đến từ đâu? Tại vì nếu mà... Đấy, nguồn thu của em đến từ việc bán than sinh học và bán thuốc tinh dầu khói là thuốc trừ sâu. Tinh dầu khói nếu mà không có đơn vị nào nó kiểm nghiệm và chứng minh cho em là nó có tác dụng thật sự. Có ạ, vì bọn em là ở bên Viện Hàn Lâm, thì bọn em đã có những chứng minh về hiệu quả của cái chuyện này. Từ Viện Hàn Lâm mà ra thị trường là một cái quãng đường. Vâng, đúng rồi ạ, nhưng mà ít nhất là có chứng minh cơ bản của nhà khoa học. Xin chân cảm ơn đội Smart Emotion đã hoàn thành phần thi của mình trong vòng thi đầu tiên.